Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một kỹ thuật hay được dùng trong Photoshop, đó là kỹ thuật che giấu một phần hình ảnh. Che giấu ở đây thì không có nghĩa là chúng ta làm cho một phần hình ảnh nó bị giấu đi, không có thể nhìn thấy nữa. Đấy là về mặt thị giác, nhưng trong thực tế thì sẽ không có một cái điểm ảnh nào bị mất đi, không có điểm ảnh nào bị xóa đi cả. Đó. Thế kỹ thuật này thì nó sẽ có ba cái biến thể khác nhau. Một biến thể là chúng ta sẽ dán một cái vùng hình ảnh vào trong một vùng chọn cho trước. Biến thể thứ hai là chúng ta bọc một layer vào một layer nhỏ hơn nằm ngay bên dưới nó. Và biến thể thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật nó gọi là tạo layer mask, mặt nạ lớp, để che giấu phần hình ảnh mà chúng ta không muốn cho người khác nhìn thấy. Thế thì lấy một cái ví dụ từ một bài tập cụ thể đi. Chúng ta có một số các cái hình ảnh như thế này. Đây, tôi có một hình ảnh này, begin 1 này, begin 2 này, begin 3, begin 4 và cái này là final. Thế thì các bạn cũng nhận ra là cái bài final này nó sẽ được thực hiện từ cái tài nguyên, từ các cái file vừa rồi mà chúng ta vừa mới xem. Ở đây thì chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu là làm ra cái này bằng ba cái phương pháp mà tôi vừa mới trao đổi. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ thấy là cái ảnh vào mùa đông, đấy chính là cái ảnh mà được đem ra để làm cái nền. Do đó thì chúng ta sẽ lấy lần lượt các cái ảnh khác và chúng ta sẽ đưa sang cái hình ảnh này để chúng ta xử lý. Trước hết là chúng ta xem về cái biến thể đầu tiên, đó là cái cách dán một cái vùng hình ảnh vào trong một vùng chọn cho trước thì nó sẽ tạo ra cái gì. Bình thường khi tôi có một cái vùng chọn như thế này chẳng hạn, Ctrl A, Ctrl C copy, sau đó nếu như chúng ta dán vào đây thì cái vùng chọn nó to nhỏ như thế nào, cái vùng hình ảnh nó có hình ảnh như thế nào thì nó sẽ được dán hoàn toàn vào đây. Cái hình của chúng ta nó là hình vuông đúng không? Và do đó thì khi tôi dán vào đây nó cũng hiển thị đúng như hình vuông. Nhưng trong bài mẫu thì các bạn thấy rằng đây là một cái vùng chọn mà có tính chất hình tròn và đồng thời nó chỉ cho chúng ta nhìn thấy một nửa hình tròn thôi. Thế thì để thực hiện cái này thì chúng ta làm như thế nào? Có thể nếu như mà chúng ta không biết kỹ thuật đó, chúng ta sẽ phải làm như thế này. Tức là chúng ta sẽ sử dụng công cụ Ellipse, chúng ta vẽ một cái vùng chọn hình tròn vào trong cái khu vực mà chúng ta muốn lấy đó. Sau đó thì chúng ta chuyển sang công cụ Rectangular Marquee, nhấn phím Alt, chúng ta trừ bớt đi một nửa như thế này để chúng ta copy lấy phần chúng ta cần, đúng không? Sau khi copy chúng ta chuyển sang bên này và chúng ta Ctrl V, chúng ta dán vào thì chúng ta sẽ được cái vùng chọn là một nửa cái vùng tròn như thế này. Tuy nhiên làm cách này thì nó sẽ có một cái vấn đề là như thế là chúng ta phải làm khớp được với cái phần ở trên nữa. Đấy, và khi mà cần thay đổi một chút, cần xử lý thêm một chút thì nó rất khó, tại vì đấy là hai cái mà nó tách bạch nhau và nó không có một cái tham số chung. Do đó thì thường là chúng ta sẽ không làm cách như thế này mà chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là tôi cũng không copy và tôi cũng không dán ngay vào đây. Tôi sẽ thực hiện thao tác hơi khác đi một tí. Đó là vẫn Ctrl A, Ctrl C để copy toàn bộ cái bức ảnh, cái lá vàng này. Sau đó thì ở bên này, thay vì việc dán trực tiếp ngay vào bằng lệnh Ctrl C thì tôi sẽ thực hiện thao tác như sau. Chọn công cụ Ellipse Marquee, giữ Shift vẽ ra một cái vòng tròn đã, tương tự như bài mẫu. Sau khi có cái vùng chọn này rồi thì tôi mới tiến hành là dán cái vùng điểm ảnh mà vừa copy ở bên cái file kia sang. Và thao tác ở đây thì chúng ta sẽ vào Edit. Nhưng thay vì việc là sử dụng cái lệnh Paste thông thường hay là nhấn phím Ctrl V thông thường thì tôi sẽ sử dụng một cái lệnh Paste khác, đó là Paste Special. Và trong này thì tôi sẽ chọn cái lệnh là gì đây? Paste Into, Paste vào trong cái vùng chọn hiện có. Khi tôi nhấp lệnh này thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh của tôi nó đã được dán
vào bên trong cái vùng trọn hình tròn vừa rồi. Và do cái hình của nó là hình tròn cho nên là các bạn sẽ thấy rằng những cái điểm ảnh mà vuông vắn ở góc như thế này thì nó không hiển thị. Có nghĩa là ở đây chúng ta chỉ thấy được những cái gì nằm trong phạm vi cái diện tích hình tròn thôi. Còn cái gì mà nằm ngoài diện tích hình tròn thì nó sẽ bị giấu đi và chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa. Thế nhưng mà như vậy có điểm ảnh nào bị mất đi hay không? Trong thực tế thì không có điểm ảnh nào bị mất cả. Và nếu như tôi trỏ chụp vào đây và tôi kéo di ra thì các bạn nhìn thấy góc ảnh ở đây vẫn còn. Góc ảnh ở đây vẫn còn. Góc ảnh đây cũng còn, góc này còn. Có nghĩa là không có một pixel nào bị mất hết. Chỉ có vấn đề là do nó được dán vào trong một vùng trọn có hình dáng khác và diện tích nhỏ hơn nó, cho nên là một số điểm ảnh nào đó đã bị giấu đi nếu như nó nằm ngoài cái diện tích vùng trọn mà chúng ta vừa dán nó vào bên trong. Đây là một phần kỹ thuật là ẩn giấu đi những cái vùng điểm ảnh mà chúng ta không mong muốn cho nó xuất hiện. Thế thì làm tiếp tục như thế nào? Làm tiếp tục thì tôi sẽ lại chọn cái bức ảnh này nữa, đúng không? Lại Ctrl A, Ctrl C. Lúc đó tôi lại dán tiếp vào đây. Và dán thì tôi dán như thế nào? Các bạn quan sát một chút. Đây, tôi sẽ phóng lớn cái panel option này lên để chúng ta sẽ nhìn cái thumbnail nó rõ hơn. Thì các bạn nhìn thấy là ở cái layer thứ hai, khi mà tôi sử dụng cái lệnh paste into thì nó xuất hiện thêm một cái phần đối tượng nằm bên cạnh cái thumbnail của hình ảnh này. Và đây, layer này không có, đúng không? Layer này thì có. Và chúng ta nhìn thấy ở đây diện tích thì nó tương tự như diện tích của layer, nhưng mà trong này thì gồm có hai màu là màu đen và trắng. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng là tương ứng với phần màu trắng thì cái phần ảnh này nó sẽ được hiển thị, còn tương ứng phần màu đen là phần sẽ bị che đậy đi. Cứ thử tưởng tượng như thế này nhé. Chúng ta có một bức ảnh, hoặc là chúng ta sẽ cầm nó ở trên tay và chúng ta đưa cho người khác nhìn thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ bức ảnh đó. Còn trong trường hợp này thì các bạn sẽ tưởng tượng nó giống như là một bức ảnh chúng ta đặt sau một tờ giấy, và tờ giấy đấy khoét một cái lỗ. Vậy thì cái lỗ đó to hay nhỏ, có hình thù gì thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh ở đằng sau tờ giấy đó thông qua cái lỗ khoét. Và cái lỗ khoét này sẽ đóng vai trò tương tự giống như cái vùng trọn vừa rồi mà chúng ta vừa mới làm. Thế bây giờ tôi sẽ giữ Ctrl và tôi kích vào cái phần mặt nạ che chắn này đó. Thì tôi lại tải ra cái vùng trọn tương ứng với phần màu trắng này và lại sử dụng lại lệnh cũ là Edit Paste Special, lần này lại chọn lệnh Paste Into. Thì tôi sẽ cũng lại dán cái hình bông hoa này vào trong một cái vùng trọn tương tự. Đến đây thì tôi làm một cái thao tác nếu mà đơn giản như mọi khi chúng ta vẫn làm, đó là chúng ta sẽ cắt cái phần hình ảnh mà chúng ta không mong muốn đi. Đấy, còn nếu không thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác giống như chúng ta vừa phân tích. À, chỗ nào mà màu trắng thì tương ứng với phần sẽ nhìn thấy, chỗ nào tương ứng với màu đen là phần nào không được nhìn thấy. Thì tôi sẽ làm cái thao tác là chọn cái phần màn che chắn này và tôi sẽ tô màu đen vào đây. Edit, Fill, đúng không? Và tôi chọn Black. Nếu tôi tô màu đen vào đây thì sẽ xuất hiện vấn đề gì? Lúc này cái phần màu trắng sẽ bị thu hẹp lại. Đó. Và do đó thì nó sẽ chỉ hiển thị được một nửa cái phần trên này thôi. Và tăng cường thêm diện tích màu đen có nghĩa là sẽ tăng thêm cái diện tích cái phần che chắn. Đến đây thì mọi chuyện lại quay về kiến thức mà chúng ta đã biết. Đó là tạo một cái gì đây nhỉ? Quần sáng ở bên ngoài. Cái này nó thuộc về Layer Style. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp như sau. Chọn cái bức ảnh nằm ở dưới, tại vì bức ảnh này nó sẽ có cái phần mà diện tích che chắn là hình tròn. Chúng ta vào Layer, vào Layer Style, và lúc này chúng ta chọn Outer Glow, tức là tạo cái quần sáng ra bên ngoài. Ở đây thì chúng ta sẽ có Opacity là độ trong đục của cái quần sáng. Nhưng mà phần quan trọng nhất ở đây đó là cái gì đấy ạ? Size. Chúng ta sẽ làm cho cái quần sáng này nó rộng ra hay hẹp. Đó. Một số các cái tham số khác, ví dụ như làm mật độ của nó dày hay mỏng, vân vân, thì chúng ta có thể là điều chỉnh các con trượt này. Nhưng mà
Đơn giản nhất, chúng ta nói rằng là cái outer glow này để tạo ra một vùng sáng bao xung quanh cái phần đối tượng mà chúng ta muốn chọn. Thế thì thực ra thì là nó sẽ áp dụng cho cái layer này, nhưng mà do nó chỉ được hiển thị ở đây thôi, cho nên là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nó chạy theo hình tròn của cái mặt nạ che chắn này. Thì đến đây thì chúng ta tạo ra được một cái phần vùng sáng bao bên ngoài. Thế còn đối với chữ nghĩa chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Các bạn quan sát ở đây thì các bạn sẽ thấy là bài mẫu chúng ta có mấy cái chữ như thế này, ví dụ như là summer này, spring này, winter này, fall này. Thì bây giờ tôi làm mẫu được một cái, ví dụ như chữ summer này chẳng hạn đó. Thì trong cái ví dụ như thế này thì tôi cần có một cái hình tròn giống như chữ. Thế thì ở trong cái công cụ chữ này thì các bạn sẽ có hai dạng, một dạng là tạo ra chữ và một dạng là tạo ra cái vùng chọn có hình giống chữ. Thế thì chúng ta chỉ ấn chọn vào cái công cụ mà tạo ra vùng chọn giống chữ đó, và sau đó thì thiết lập một cái tham số cho nó đủ lớn tương tự giống như là cái bài mẫu. Ví dụ tôi chọn cái này đó. Chúng ta có thể là thiết lập lại cái dòng hàng cho nó đấy, chẳng hạn như thế này. Sau khi mà các bạn gõ xong thì nó sẽ xuất hiện cái vùng giống như chữ như thế này đấy, và tôi có thể là chỉnh sửa nó như chỉnh sửa chữ đấy. Ví dụ tôi không thích chữ hoa ở đầu này, tôi viết chữ thường cũng được, nhưng mà sau khi mà chúng ta thoát ra khỏi cái này thì nó sẽ không còn chỉnh được giống như chữ nữa, mà nó sẽ cho chúng ta thế đấy ạ, một cái vùng chọn có hình cái chữ mà chúng ta vừa đánh. Bây giờ việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là lại copy lấy cái vùng điểm ảnh này, và chúng ta làm sao đây? Dán vào bên trong cái vùng chọn hiện hành này, edit paste special paste into, thì các bạn sẽ nhìn thấy là chữ sẽ được phủ bằng cái vùng hình ảnh do chúng ta dán vào bên trong vùng chọn đó. Và tiếp nữa thì quan sát cái bài này thì chúng ta cũng thấy là nó không phải là một cái bình thường, mà nó lại hơi dày lên. Dày lên thì hôm trước là chúng ta đã làm quen cái thao tác đó rồi, đó là vào layer style và chúng ta chọn bevel emboss. Với cái tùy chọn này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ của chúng ta nó sẽ được dày lên. Tất nhiên dày mỏng thế nào cho thật giống cái bài mẫu thì chúng ta sẽ thử các tham số để xem nó dày đến đâu là vừa, nhưng về nguyên tắc thì là chúng ta sẽ làm nổi lên bằng lệnh bevel emboss này. Tương tự như thế thì các cái phần khác các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Như thế là chúng ta đã làm quen với một cái thao tác đầu tiên để ẩn giấu một phần hình ảnh bằng cách là dán một vùng ảnh được copy vào trong một cái vùng chọn cho sẵn. Và thông thường là cái vùng chọn có kích thước là bé hơn cái vùng ảnh mà chúng ta sẽ paste vào, thì do đó nó sẽ giấu bớt đi một phần vùng hình ảnh mà nằm ngoài cái diện tích của cái vùng chọn. Đây là kỹ thuật đầu tiên, chúng ta gọi là cái kỹ thuật dán hình ảnh vào trong một vùng chọn, hay là gọi là paste into. Đó. Đến đây chúng ta sẽ làm tiếp một cái cách thứ hai. Cách thứ hai thì tôi gọi cái này là bọc một layer này vào một layer khác. Lấy một cái ví dụ để hình dung cho dễ hiểu cái này nhé. Các bạn ai cũng biết ăn kẹo rồi đúng không? Thế nhưng mà kẹo thì gồm có hai cái, một là cái giấy bọc ở bên ngoài và viên kẹo ở bên trong. Rõ ràng giấy kẹo thì to, viên kẹo thì bé hơn. Nhưng nếu mà chúng ta chưa bóc nó ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái giấy kẹo đó sau khi gấp thật chặt vào thì nó cũng sẽ chỉ có hình dáng và diện tích tương tự như viên kẹo ở bên trong thôi. Đấy. Thế thì cái quy cách làm của chúng ta nó cũng tương tự như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ bọc một layer hình ảnh phía trên to hơn vào một layer bên dưới có hình dạng và diện tích bé hơn. Cách làm các bạn quan sát như sau. Tôi tạo một layer mới ở trong cái bài này, sau đó thì tôi cũng tạo một cái vùng chọn cũng tương tự như là cái vùng chọn lần trước, và lần này thì tôi sẽ tô màu vào cái layer này. Tô bằng màu bất kỳ, tôi không quan tâm nó là màu gì, chỉ quan tâm là nó rộng hẹp
hình dáng nó như thế nào thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ làm cái thao tác tương tự như lần trước, đó là Ctrl A chọn toàn bộ cái layer này. Sau đó thì tôi sẽ Ctrl V dán nó vào đây. Các bạn nhìn ở trong cửa sổ này thì các bạn nhìn thấy là cái layer mà chứa cái lá thì nó sẽ nằm ở bên trên của cái layer mà chúng ta vừa tạo, là cái vòng tròn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là dùng cái layer lá này tương tự như cái giấy gói kẹo mà chúng ta sẽ gói vào viên kẹo, chính là cái layer hình tròn nằm dưới. Để thực hiện việc này thì chúng ta sẽ chọn menu layer. Trong menu layer này thì các bạn chọn cho tôi một cái lệnh gọi là lệnh Create Clipping Mask. Khi chúng ta nhấn lệnh này hoặc là chúng ta nhấn lệnh tổ hợp phím là Alt Ctrl G thì cái layer phía trên sẽ được bọc vào cái layer bên dưới. Và đây, đây chính là kết quả. Nếu mà quan sát một chút thì các bạn sẽ thấy là nó có cái sự khác biệt giữa cái ví dụ trước đó là Paste Into với lại cái lệnh Create Clipping Mask, đó là không xuất hiện thêm một cái phần tử đen và trắng ở bên cạnh cái layer này nữa, mà cái layer phía trên thì sẽ nằm thuộc sang phía bên phải một chút so với cái layer mà chúng ta vừa nhìn thấy, và sẽ có một cái dấu hiệu mũi tên trỏ xuống nhỏ nhỏ để báo rằng là cái layer phía trên được bọc vào cái layer bên dưới. Như thế là chúng ta đã có cái phần layer phía trên này rồi. Bây giờ tương tự như vậy thì tôi sẽ làm một cái thao tác như thế này, đó là tải cái vùng trọng cũng giống như vừa nãy bằng cách là giữ Ctrl mà tôi kích vào cái lớp này. Nếu cần thiết thì tôi sẽ tạo hẳn một layer mới đi, và lúc này thì tôi sẽ xén bớt một nửa này đi. Xem bài mẫu, chúng ta xem là chúng ta sẽ bọc vào nửa trên hay nửa dưới. À, chúng ta bọc vào nửa trên, có nghĩa là trong trường hợp này thì tôi sẽ cắt cái thằng này đi. Đó, đây, tôi sẽ cắt phần dưới này đi bằng cách là giữ cái này tan đi, và tôi cũng lại tô bằng màu bất kỳ để tạo ra một layer nữa. Đó, tiếp theo thì cũng sẽ làm tương tự với cái phần cái bông hoa cúc này, đó là Ctrl A để chọn tất cả, Ctrl C copy, và lúc này chúng ta lại quay trở về ví dụ bên này, Ctrl V dán vào, cái bông hoa cũng lại nằm che lên một nửa hình tròn. Bây giờ chúng ta cũng lại thực hiện lại cái lệnh như vừa rồi. Tuy nhiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái phương pháp làm nó nhanh hơn, đó là thay vì sử dụng menu layer với cái lệnh gọi là clipping mask ở đây, hoặc là các bạn phải nhấn tổ hợp phím, thì các bạn sẽ làm một thao tác bao gồm tổ hợp giữa phím và chuột. Các bạn quan sát một chút, tôi sẽ nhấn giữ phím A trên bàn phím và tôi đưa trỏ chuột vào ranh giới giữa hai layer trên và dưới. Khi nào mà các bạn nhìn thấy cái biểu tượng nó hiện lên giống như trên màn hình của tôi như bây giờ thì các bạn bấm chuột click một cái thì lệnh đó cũng sẽ được thực hiện, và cái layer phía trên này cũng sẽ được gì đây bọc vào cái phần layer bên dưới. Và các bạn nhìn thấy là cứ cái chỗ nào mà nó to hơn cái diện tích cái layer bên dưới thì nó bị gập lại, giống như gập lại đấy, và chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa. Các bạn vẫn có thể là gì đây nhỉ, di dịch đó, các bạn vẫn có thể di dịch cái thằng này để các bạn điều chỉnh là cái giấy bọc này nó chặt đến đâu đó. Và cuối cùng thì cũng tương tự như vậy, tôi làm cái layer style bằng cách là bấm vào cái phần mà dưới hình tròn dưới cùng này, cũng lại layer style đó, outer glow đấy, và chúng ta sẽ làm được cái cuộn sáng bên ngoài. Thế còn trường hợp về text thì lúc này thì tôi không làm vùng chọn thành text nữa mà tôi đánh text thật, tại vì nó cần phải có một lớp để bọc vào, do đó thì tôi sẽ gõ như sau. Đây, tôi sẽ gõ một cái lớp text mới như sau. Xong mà ví dụ chẳng hạn như này, và lúc này thì tôi lại dán tiếp cái gì đấy ạ, ảnh bông hoa nằm vào phía trên của cái này đó. Nếu mà nó hơi nhỏ hơn các bạn có thể là kéo lớn nó lên một tí cho nó bọc vừa kín đi. Sau đó thì cũng tương tự như vậy, thì tôi sẽ nhấn giữ Alt này, click vào cái phần này thì
hình bông hoa nó sẽ lại bọc vào cái chữ. Đấy. Và nếu muốn làm chữ nổi thì tôi lại chọn lớp chữ này và tôi chọn layer style, chọn gì đây ạ, bevel emboss để làm cho nó nổi dày lên. Thì đến đây thì tôi lại làm thêm được cái chữ cũng là được bọc vào bằng cái hình ảnh và cũng tỏ thêm một cái layer style để làm cho nó dày lên. Như vậy là chúng ta tiếp xúc với cái thao tác thứ hai, đó là thao tác gì đây ạ, bọc một layer bên trên và một layer bên dưới có diện tích và hình hài nhỏ hơn. Thế còn tháo ra có được không? Tháo ra thì đây, chúng ta làm như thế này. Hoặc là các bạn chọn layer mà được bọc vào một cái layer khác bên dưới, vào lại menu layer. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy lệnh nó sẽ biến đổi một tí. Đó là thay vì lệnh là Create Clipping Mask thì bây giờ nó biến đổi thành Release Clipping Mask. Phím tắt thì vẫn thế thôi. Đấy, hoặc là các bạn nhấn chuột vào cái menu lệnh này, hoặc là các bạn lặp lại cái thao tác vừa rồi mà tôi đã hướng dẫn, đó là nhấn Alt và lại chọn vào ranh giới giữa hai layer. Thì lúc này biểu tượng thì tương tự giống như lần trước, nhưng mà nó có thêm một cái chéo để thông báo rằng hủy cái lệnh đó đi. Các bạn kích chuột một cái thì nó lại tháo gỡ cái layer trên cái layer dưới và trả lại cái diện tích đầy đủ ban đầu. Thì đây là cái phương pháp thứ hai để mà chúng ta tạo ra một cái sự che chắn, làm biến mất một số vùng hình ảnh ở đó, hay đúng ra gọi là làm ẩn giấu đi một số vùng hình ảnh ở đó. Đây là kỹ thuật thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ trao đổi tiếp sang kỹ thuật thứ ba. Kỹ thuật thứ ba thì nó gọi là Crisp Layer Mask. Thế để làm việc này thì tôi sẽ lại dán cái vùng hình ảnh vào đây, sau đó thì tôi cũng lại tiếp tục dán tiếp thằng này. Đấy, sau khi mà tôi dán vào thì tôi lúc đó mới tạo ra vùng tròn. Sau khi có vùng tròn rồi thì tôi làm cái gì với nó? Các bạn để ý là layer nào đang được chọn. Đó. Sau đó thì chúng ta mới nhìn xuống dưới đáy của một layer này. Các bạn chọn cho tôi cái biểu tượng thứ ba từ bên trái sang. 1, 2, 3. Và biểu tượng này có cái hình dạng là một hình chữ nhật trắng trắng và có một cái vùng xám hình tròn ở giữa. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ tương ứng với lệnh là S Layer Mask thêm vào hay tạo thêm một cái mặt nạ lớp. Và bằng cách bấm vào như thế này thì các bạn sẽ thấy là một số vùng hình ảnh sẽ bị giấu đi. Đấy chính là những cái vùng mà nằm ngoài cái diện tích vùng tròn mà chúng ta vừa mới tạo. Thế thì các bạn sẽ có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ là có vẻ là giống với lại cái lệnh Paste Into vừa nãy thì phải, đúng không? Tại vì chúng ta cũng thấy có một cái phần mặt nạ che chắn bằng hai màu đen và trắng. Đó. Và tương ứng với đen là sẽ bị giấu đi, tương ứng với trắng thì cho hiển thị thông thường. Như thế thì có giống nhau không? Thực ra về mặt bản chất nó tương đối giống nhau, có nghĩa là nó có một cái phần che chắn ở trước. Tuy nhiên nó khác là khác cả cái này. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lại cái lệnh vừa rồi cho các bạn nhìn thấy nhé. Giữ Ctrl này, click vào đây để tạo ra vùng tròn. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái này đi. Tôi thực hiện lại thao tác nhé. Copy này. Và lần này thì chúng ta vào Edit Paste Special, Paste Into. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tạm thời nhắc cái này ra nhé. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tương đối giống nhau đúng không ạ? Và khác nhau ở cái gì? Mọi người có nhìn thấy ra không? Đây là lệnh Paste Into, còn phía trên này là S Layer Mask. Có nhìn thấy nó khác nhau cái gì không ạ? Khác cái gì ạ? Tỷ lệ gì ạ? Khác ở chỗ nào? Đây, chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta thấy ngay. Nó có một cái xích. Nó có một cái xích nằm giữa cái layer ảnh và cái mặt nạ che chắn. Thì lệnh
Paste into không có cái đó. Lệnh paste into không có cái trick này, và lệnh s lay mask thì có. Vậy thì nó khác nhau ở cái trick đó, và khác nhau ở cái trick đó thì nó khác cái điểm gì? Đây các bạn quan sát, tôi có thể thực hiện việc di dịch cái ảnh hoặc là cái mặt nạ che chắn này. Nếu tôi bấm vào cái ảnh thì mặt nạ nằm im và tôi dịch cái ảnh đang được giấu ở sau cái mặt nạ đó. Còn nếu như mà tôi bấm vào cái mặt nạ thì cái ảnh nằm im và tôi dịch cái mặt nạ đi. Như thế là nó không chốt chặt vào với nhau. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta làm việc với lại cái S Lay Mask này thì các bạn nhìn thấy là tôi kéo, bất kể là tôi chọn cái mặt nạ hay là tôi chọn cái ảnh, thì tôi kéo một thứ thì thứ kia sẽ đi cùng theo. Đấy là cái điểm khác nhau. Còn tất nhiên là khác nhau cả về cái cách thức thực hiện. Cách thức thực hiện là cái thao tác mà làm bằng paste into, có nghĩa là tôi phải copy vùng điểm ảnh trước, đúng không? Sau đó tôi phải có một vùng chọn, rồi tôi mới thực hiện dán vào bên trong vùng chọn. Tức là các yếu tố cần là đủ là chúng ta phải có những thứ như thế, đúng không? Còn S layer mask thì chúng ta có thể làm theo nhiều cách khác nhau. Và có thể biến đổi giữa hai kiểu này không? Biến đổi được. Nếu như bây giờ tôi bấm vào giữa này, tôi cũng có thể khóa cái thằng lệnh paste into trở thành một cái giống như là S layer mask, hoặc là ngay cái này là thực hiện bằng S layer mask, tôi có thể bấm vào đây tôi tháo cái khóa này ra thì nó lại trở thành một cái thứ gì đó mà rất giống với lại paste into. Tuy rằng bản chất là nó có cái điểm giống nhau. Giống nhau là gì? Giống nhau là giấu đi một phần nào đó của hình ảnh chứ không phải xóa đi nhá, đúng không? Và có cái mặt nạ che chắn này, phải có một vùng chọn nào đó để mà xử lý. Đấy là từ giống nhau. Nhưng nếu khác thì nó khác như nhau như thế nào? Đây, chúng ta xem thử cái thao tác khác này. Bây giờ tôi bỏ cái thằng này đi. Tôi dán cái bức ảnh này vào đây. Copy này. Dán vào này. Sau khi dán ảnh vào, rồi tôi mới tạo vùng chọn. Rồi tôi mới gì đây? Tạo mặt nạ. Đấy là một cách nhá. Đây nhìn lại này. Tạo vùng chọn này. Và gì đây? Tạo mặt nạ. Đấy. Đó. Bây giờ một cách khác lại nhá. Dán vào. Bây giờ tôi tạo mặt nạ trước được không? Được. Đây, tôi bấm vào rồi tạo mặt nạ. Có gì thay đổi ở đây không? Chúng ta thấy không có gì thay đổi cả, không có gì bị mất đi, không có gì bị che chắn hết. Bây giờ tôi mới thực hiện thao tác này. Tạo vùng chọn này. Đảo ngược vùng chọn này. Rồi tô màu đen. Lúc này thì nó sẽ che. Bản chất của mặt nạ là gì? Bản chất mặt nạ ở đây chúng ta sẽ nói với nhau là nó là một cái màn che chắn nằm cùng với cái layer ảnh. Nó sẽ có hai màu cơ bản là đen và trắng. Chỗ nào tương ứng với màu đen thì nó sẽ che ảnh đi. Chỗ nào tương ứng màu trắng thì không che. Thế thì cái lệnh mà S Lay Mask thì nó cho phép chúng ta làm việc một cách thoải mái hơn. Có nghĩa là các bạn có thể tạo Lay Mask trước rồi các bạn tô, các bạn vẽ vào trong đó cũng được. Đấy, hoặc là nếu các bạn có ảnh, các bạn có một vùng chọn rồi thì các bạn nhấn lệnh tạo Lay Mask thì nó sẽ chiếu theo cái hình hài và diện tích và vị trí của cái vùng chọn đó mà nó sẽ tạo ra mặt nạ. Và chỗ nào mà nó tô trắng thì tương ứng với phần diện tích bên trong vùng chọn, chỗ nào tô đen là diện tích nằm ngoài vùng chọn. Và không chỉ là cắt một cách rõ nét như thế này, chúng ta còn có một cái cách làm nữa, đó là che phủ, che mờ một phần. Bây giờ tôi lấy ví dụ như sau. Mở một bài tập khác để chúng ta xem cái này.
Đây, các bạn nhìn ví dụ này nhé. Đây là ảnh số 1. Đây là ảnh số 2. Và trong cái ví dụ ảnh số 3 này thì các bạn nhìn thấy là cái nước ở cái ảnh số 2 này đã được đưa vào đây để thay thế cho cái ảnh số 1. Và đưa vào đây rất mềm mại. Chúng ta làm thử nhé, cái cách làm như thế nào. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn ảnh số 2. Tôi chọn lệnh duplicate. Chuột phải này, duplicate layer này. Tất nhiên là nó sẽ nhân bảng, nhưng lúc này chúng ta không nhân bảng trong cùng một tài liệu mà chúng ta sẽ nhân bảng sang cái tài liệu thứ hai. À, sang tài liệu số 1. Đó. Sau khi nhân bảng xong thì chúng ta quay về cái tài liệu số 1 thì chúng ta đã thấy rằng nó được nhân bảng thêm một layer, chính là hình nước của cái tài liệu số 2. Thế bây giờ cái phần nước này nó đang nằm và nó che khuất hết, che kín hết tất cả bức ảnh, mà chúng ta lại chỉ cần có một phần nước để làm sao đây ạ, thay thế vào cái nước nâu đục này. Thế thì tôi sẽ làm như thế nào? Nếu như trước đây mà các bạn chưa biết kỹ thuật che chắn một phần, chắc chắn các bạn sẽ làm bằng cách là sử dụng tẩy này, đúng không? Và tẩy với một cái diện tích tương đối lớn để tẩy cho nó nhanh, đồng thời là biên mềm để xử lý cái phần nước. Ví dụ chúng ta sẽ tẩy như thế này. Đó. Tẩy này và cố gắng tẩy làm sao mà nó ăn theo được cái bờ nước. Đấy. Ví dụ như vậy là để chúng ta có thể là tẩy mềm đi, tẩy hết tất cả cái phần hình ảnh phía trên, chỉ để lại cái phần bờ nước này thôi. Nhưng tại sao chúng ta lại không chọn phương án này? Thứ nhất là nó hơi tù mù một tí, tôi cũng không biết tẩy ở đâu là vừa. Đôi khi là sẽ tẩy quá, hoặc đôi khi tẩy non thì tẩy tiếp được, nhưng tẩy quá thì sẽ phải chỉnh sửa lại. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà tôi không thích đoạn nước này mà tôi thích một đoạn nước khác cơ chẳng hạn, ví dụ cái ảnh này nó lớn hơn một tí, thì rõ ràng sẽ có vấn đề xảy ra. Tại vì là sẽ có một số điểm ảnh nào đó đã bị xóa đi rồi. Một khi mà chúng ta không ưng cái vị trí đó mà chúng ta dịch nó đi thì sẽ không còn điểm ảnh ở chỗ đã bị xóa nữa. Để mà thay thế, để mà tạo ra một phương án khác. Vậy thì cách này không phải là cái cách hay lắm. Chúng ta sẽ undo lại và chúng ta sẽ xử lý nó lại theo một cái phương pháp khác. Đấy chính là phương pháp tạo mask. Thế trước hết thì tôi sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một cái mask ở đây đi. Mask này mà trắng thì nó vẫn không che giấu bất cứ cái gì cả. Đó. Sau đó thì tôi có thể là sử dụng công cụ bút hoặc công cụ tô. Nói tóm lại một công cụ bất kỳ có thể tô được màu đen hoặc màu trắng vào trong cái bức hình này. Và tôi chọn bút. Tôi sẽ chọn một cái size tương đối lớn một tí và cũng chọn cái đấy ạ. Bút mềm. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành là gì? Tô vào. Và tô thì ở đây lưu ý là chúng ta tô bằng màu đen. Màu đen tô đến đâu vào trong cái mặt nạ thì chúng ta sẽ thấy là cái ảnh phía trên là bị giấu đi đến đó. Nếu mà các bạn muốn xem được cái viền này nó đến đâu là vừa, các bạn có thể chọn cái layer và các bạn giảm opacity xuống cho tôi. Giảm opacity xuống để chúng ta còn nhìn thấy cái bờ nước nó đến đâu. Đó. Và sau đó thì tiếp tục là gì đấy ạ? Tiếp tục là chúng ta tô gì đây? Tô vào cái mặt nạ tiếp. Này. Tô vào mặt nạ. Đến đây. Tôi trả cái này về tình trạng là 100% đi. Thì các bạn nhìn thấy là cái bờ nước của chúng ta bắt đầu nó ăn dần vào trong cái bờ cỏ này rồi. Đó. Muốn lần sâu nữa thì chúng ta sẽ làm sâu nữa xuống đây. Mà muốn làm mềm thì tốt nhất là cho một cái bút lớn đây. Đấy, khi bút lớn lên thì cái phần mềm biên của nó sẽ lớn hơn nữa. Và chúng ta sẽ làm lần bờ cỏ ở đây. Nhưng đây cũng vẫn là một cách mà nó vẫn tương đối là mất thì giờ. Vẫn ngắm đi ngắm lại, vẫn cứ phải xử lý. Thế thì tôi cũng có thể là xử lý nó bằng một cách khác đi.
Đó, không tô nữa. Xóa mask này đi. Và bây giờ tôi lại làm lại một cái khác nhé. Chúng ta có thể sử dụng cái công cụ tạo vùng chọn bất kỳ. Có thể dùng pen để tạo path, hoặc là có thể là dùng lasso, tùy các bạn. Túm lại là tôi cần một cái vùng chọn nó chạy áng chừng theo cái hình dáng của cái bờ nước này. Sau khi mà chúng ta tạo ra vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau: vào select, vào modify, vào feather, và tôi gán cho nó một cái feather nào đó. Sau khi có feather rồi thì tôi mới làm việc với lại cái lấy ảnh phía trên. Lúc này tôi sẽ tạo vùng chọn có feather, sau đó thì nhấn vào biểu tượng tạo mask. Kết quả chúng ta có được gì đấy ạ? Chúng ta có được cái phần nước cũng có cái tính chất tương tự như thế. Thế thì ở đây phân tích một tí là điểm khác biệt là gì? Tôi tạo vùng chọn nhưng mà tôi tạo ra một vùng chọn có feather. Do đó thì khi mà tôi tạo mask thì nó sẽ có một vùng đen hoàn toàn, một vùng trắng hoàn toàn, và vùng giáp danh đen và trắng này nó sẽ tô bằng một cái màu mà nó không ra trắng và không ra đen, nó là cái chất xám đấy, nó là chất màu xám. Và xám mà ngả đen thì nó che nhiều, xám ngả trắng nó che ít. Và như vậy là nó có một cái độ chuyển mờ, chuyển êm giữa cái bờ cỏ này và phần nước. Cái đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là xử lý để chúng ta tạo ra được một cái sự chuyển biên mờ, biên mềm như thế này. Còn trong thực tế có thể chúng ta gặp nhiều trường hợp khác nữa như thế này. Ví dụ các bạn có một cái sản phẩm chẳng hạn, các bạn có thể thuê người chụp một cách rất là chuyên nghiệp để các bạn tạo ra một cái ảnh sản phẩm đẹp, các bạn đưa lên website và các bạn làm được vào catalog. Nhưng cũng có những trường hợp mà chúng ta không có được cái kinh phí hoặc không có người, chúng ta vẫn có thể chụp một cách thông thường và sau đó chúng ta tự tay chúng ta xử lý ở trên Photoshop chẳng hạn để tạo ra một cái ảnh giới thiệu sản phẩm. Chúng ta tìm kiếm thử một cái bức ảnh nhé. Ví dụ như là đây, thử một cái chẳng hạn, như là tôi có một cái bức ảnh như thế này đi. Đó. Bây giờ tôi sao chép này. Let's start đi. Đó, ok. Sau khi có cái bức ảnh rồi thì tôi mới làm như sau. Mở này. Open đi. Tôi mới lấy cái bức ảnh này ra. iPhone thôi nhỉ. Đây, đây rồi. Ảnh đây rồi. Đó. Tôi mở bức ảnh ra. Bây giờ chúng ta mới làm một cái sản phẩm theo cái kiểu bóng đổ dưới đi. Đó. Chúng ta trước hết là chúng ta chuyển cái background này thành layer 0 đã. Vào image, vào canvas size để mở rộng nó ra. Cái này thì hôm trước chúng ta đã nói với nhau rồi đúng không? Cao là 8, bao nhiêu đấy, thì bây giờ tôi cho gấp đôi lên thành ra hẳn 17 đi. Và tôi cho mở rộng xuống dưới. Được chưa? Đến đây là chúng ta có một cái ảnh lớn gấp đôi như thế này. Bây giờ tôi nhân bản cái layer này lên. Ctrl G đi. Sau đó thì tôi lật nó xuống, Edit, Transform, Flip Vertical, là lật ngược nó lại, được chưa? Và chúng ta kéo nó xuống dưới, tương tự như thế này. Đến đây thì các bạn nhìn thấy là tôi đang có
hai cái điện thoại mà nó nằm soi gương với nhau theo kiểu soi bóng xuống mặt nước đó. Và để làm cho nó giống cái bóng này thì bây giờ tôi sẽ xử lý bằng cách là đối với cái layer mà lộn ngược này thì tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ cho nó. Hiện tại mặt nạ này do không có vùng chọn cho nên nó là một cái mặt nạ trắng, và các bạn sẽ thấy rằng là cái hình ảnh này nó không có cái gì bị che chắn cả. Tuy nhiên đến đây thì tôi sẽ xử lý nó bằng cách là chọn công cụ tô chuyển. Bây giờ tôi lại nhắc lại cái hôm trước mà chúng ta đã nói, đó là ba chế độ đầu tiên ở trong phần tô chuyển: foreground to background, foreground to transparency, và cuối cùng chúng ta sẽ chọn cái là black and white. Trường hợp này trong bất cứ lúc nào chúng ta làm thì nó cũng chỉ tô chuyển giữa hai màu thôi, black và white, màu trắng. Lúc này chúng ta sẽ chọn mặt nạ và chúng ta tô. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta tô như thế nào mà chúng ta sẽ có gì đây, chúng ta sẽ có cái sự giấu ảnh đi. Giấu nhiều hay giấu ít là do chúng ta xử lý. Đấy, nếu như mà tôi lót thêm một cái layer khác ở bên dưới đi, cũng nền trắng đi như này, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái bóng đổ xuống dưới thế này, đổ mờ. Mờ nhiều hay mờ ít thì hoàn toàn do tay kéo của các bạn khi tô màu đen và trắng vào cái mặt nạ đấy. Và giữa đen với trắng này nó sẽ có một phần xám. Xám này thì các bạn sẽ thấy là nó che từ từ mờ như này. Muốn một tí tẹo thôi thì đây như thế này, đúng không? Một tí tẹo ở dưới. Nhiều hơn nữa thì tôi kéo sâu tay hơn, hơn nữa thì tôi kéo dài tay nữa. Và cứ thế chúng ta điều khiển cái độ che phủ của màu đen, màu trắng và màu ghi ở trên mặt nạ. Cứ tương ứng chỗ nào với đen thì nó sẽ che giấu hết, chỗ nào mà tương ứng với trắng thì không giấu cái gì cả, và chỗ nào tương ứng với xám thì còn phụ thuộc vào nó là xám nhiều hay xám ít. Đó, xám nhiều đen thì nó sẽ che kỹ hơn, xám nhiều trắng thì nó sẽ che một tí thôi. Và như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái bóng đổ của cái sản phẩm như thế này. Chữ cũng được, sản phẩm cũng được, logo cũng được, miễn là lúc nào các bạn muốn làm một cái bóng đổ mờ dạng như thế này, bóng đổ xoay gương như thế này, thì các bạn có thể sử dụng tới kỹ thuật là che chắn bằng mặt nạ. Nếu quay trở lại với cái bài mà bài cầu vồng chẳng hạn, các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ tiện hơn so với việc cắt, đúng không? Hôm trước việc cắt là chúng ta đã dùng tới cắt chân cầu vồng, là chúng ta đã dùng tới cái kỹ thuật gọi là feather rồi để cắt mềm cái chân. Nhưng đối với cái kỹ thuật này nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Tôi tìm kiếm thử một cái ảnh này. Ví dụ một bức ảnh như thế này. Bây giờ nếu như mà tôi đưa cái cầu vồng vào đây, chúng ta lại thực hiện lại nhé. Chọn tô chuyển này, chọn kiểu thu vào trong này, ví dụ như này, và sau đó thì cũng lần lượt tôi thu tất cả những cái transparency, opacity xuống. Bây giờ nhấp OK đi và tôi sẽ tạo ra cái cầu vồng ở đây. Đây, cầu kiểm tròn. Đó.
Đến đây thì tôi sẽ đặt nó vào vị trí và sau đó thì tôi sẽ tiến hành làm sao đây? Cắt cái chân đi đúng không? Nhưng cắt cái chân hôm trước bằng kỹ thuật là tạo vùng chọn và cắt mờ bằng phaser. Cách đó cắt cũng tốt nhưng với điều kiện là đặt ở đây là chết rồi đúng không? Nếu mà tôi không ưng, vừa nãy mà tôi đặt đây chẳng hạn, tôi cắt đến đây rồi mà tí nữa tôi lại kéo nó sang vị trí này thì cái chân lúc đó nó không khớp vào đây được nữa. Đây nhá, chúng ta thử hai phương pháp nhé. Tôi Ctrl G, tôi nhân bản một cái layer này và tôi cất tạm đi. Sau đó thì tôi xử lý với cái layer dưới, đúng không? Hôm trước là chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta vẽ theo cái đường núi đồi như thế này, đúng không? Sau đó thì chúng ta mới cắt cái chân của cái cầu vồng này đi. Đây, vùng chọn có rồi. Tôi sẽ vào Select, tôi vào Modify, vào Feather và tôi đặt cho nó một cái tham số nào đó. Sau đó thì tôi mới nhấn Delete một lần, hai lần, ba lần để cho nó xóa mờ ra phía ngoài, đúng không? Và lúc đó thì tôi cắt mờ được cái chân. Tuy nhiên đến bây giờ tôi xử lý xong rồi mà tôi không ưng cái này, mà tôi muốn dịch nó sang vị trí khác thì không phải lúc nào cũng phù hợp. Ví dụ tôi lại cho nó lấp một phần ở sau cây này và bắt đầu xuất hiện đây cơ, thì cái chân chỗ này bị mất rồi, đúng không? Tôi không thể thay đổi vị trí được, nó chỉ phù hợp khi nó nằm ở phía dạng núi này thôi. Đấy, và kể cả trong dạng núi như thế này, có những chỗ mà tôi cũng cần phải xử lý lại thì nó mới cắt khớp được. Nhưng tôi lại không cần như thế này nếu như mà tôi dùng bằng phương pháp từ đây nhỉ, mặt nạ đó. Mặt nạ tôi hoàn toàn có thể xử lý được. Đó là tạo mặt nạ trước và mặt nạ màu trắng. Đến đây tôi có thể tô nhanh một cái đường như thế này. Ví dụ này, đó, tôi tô nhanh một đường như này thì tôi có thể là làm xử lý rất nhanh. Còn nếu như mà tôi dịch sang chỗ khác, dịch sang chỗ khác, ví dụ như là tôi không thích như thế này, tôi dịch cái cầu vồng này sang đây cơ, đó, tôi tít ở sang đây cơ, thì tôi lại xử lý lại. Này, tắt cái hàm đi, xóa bỏ hẳn cái này mắc này đi và tôi làm lại, đây, đặt lại cầu vồng sang đây. Lúc đấy thì tôi lại làm lại cái mask ở đây và tôi lại tô vào cái mặt nạ này hướng theo cái hướng mà tôi cần. Đấy. Và nếu cần thiết nữa thì tôi có thể là dùng thêm bút tôi vẽ xử lý vào những cái đoạn mà tôi cần xử lý. Như vậy là nó sẽ đạt được cái tính linh hoạt hơn, cao hơn. Vì sao? Vì không phù hợp với vị trí này thì tôi có thể nhấc nó ra vị trí khác. Đấy. Và tôi chỉ cần xử lý lại một chút ở trên mặt nạ để tôi cho chỗ nào hiện lên và giấu chỗ nào đi. Thì thông qua cái phương pháp và sử dụng mặt nạ như thế này thì chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Ví dụ như tôi ghép một cái chân dung vào đây chẳng hạn. Đó. Chẳng hạn bây giờ tôi tìm một cái chân dung, import đi, place đi. Chẳng hạn tôi lấy một cái ảnh cái đường vào đây. Đây, đơn giản, chẳng hạn cho vịt bơi trên hồ đi. Đây, vịt bơi trên hồ. Được chưa? Thế ở đây thì tôi sẽ có thì đây nhỉ, màu trắng này, trước hết là nền trắng này, tôi không cần cái nền trắng này, đúng không? Thì tôi đảo ngược lại, Ctrl Shift E. Đây. Trước hết là tôi dùng cái mặt nạ này để tôi giấu được cái nền này đã này, đúng không? Mọi người đã nhìn thấy. Nhưng mà con vịt nếu như mà nó nằm ở trên mặt nước, kể cả nó nhẹ như thế nào thì nó vẫn phải có một cái phần nhỏ nhỏ nào đó hơi chìm xuống nước, đúng không? Như thế này là không đúng. Nó đang lơ lửng trên mặt nước. Muốn tạo cảm giác là nó bơi thì nó phải chìm một chút xuống nước. Thế trường hợp như thế thì tôi có thể lấy bút, tôi sẽ xử lý một phần màu ghi vào đây.
Đây, thay vì dùng màu đen, tôi có thể dùng một cái phần màu ghi như thế này. Và lúc đó tôi vẽ tiếp vào trong cái gì đây nhỉ? Tôi vẽ tiếp vào trong cái mặt nạ này. Nhớ là vào mặt nạ chứ không phải là vào đối tượng nhé. Đấy, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ chìm nhẹ xuống dưới thế này. Bắt đầu hơi lẩn xuống mặt nước. Đấy, thế còn muốn mà cho nó rõ hơn nữa, đấy thì tôi lại xử lý từng vùng ghi nhiều ghi ít khác nhau. Đấy, ở dưới thì làm sao đây? Ghi nhiều đen hơn. Đó. Cứ tương ứng với phần ở dưới thì tôi sẽ chơi ghi nhiều đen hơn thì nó lẩn kỹ hơn. Ví dụ như vậy thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là à, cái con vịt này nó chìm một phần xuống nước thật. Có rất rất nhiều các cái cách để mà chúng ta xử lý như thế này. Đó. Hoặc bây giờ một bài khác như thế này. Các bạn đã bao giờ nghe tới cái gọi là cái ảnh nhấn màu chưa nhỉ? Ảnh đen trắng nhấn màu chưa nhỉ? Tức là trông có một cái ảnh mà nó đen trắng thì cũng không phải đen trắng, nhưng mà nó sẽ có một cái phần nào đó mà nó màu nó tương đối rõ lên. Đây, để tôi tìm một cái ảnh để làm ví dụ với các bạn nhé. Ví dụ là này, lấy luôn cái hình này đi, rất quen thuộc. Hoặc không lấy cái này cũng được. Đây, các bạn quan sát cái bài này. Đây, ảnh đen trắng nhấn màu. Thì chúng ta cũng có thể làm bằng cách như thế này. Còn nhớ cái công cụ lệnh này không ạ? Spoon tool này không ạ? Bài trước chúng ta đã nói về cái spoon tool này, khi chúng ta di vào các cái vùng ảnh thì nó sẽ làm mất màu hoặc là nó rực màu lên, đúng không? Với chế độ là saturate hoặc là desaturate, nếu mà chúng ta sử dụng desaturate chúng ta sẽ làm cho nó sẽ lẩn hết màu đi. Thế nhưng mà dùng công cụ thì nó hơi lâu, chúng ta sẽ làm bằng một cái thao tác như thế này. Trước hết là tôi nhân bản cái layer này lên đã. Vậy là tôi có hai layer giống hệt nhau nằm đè lên nhau. Với layer thứ hai này thì tôi sẽ làm mất màu hoàn toàn đi. Các bạn có thể vào lệnh image, vào adjustment, trong này chúng ta có vài cách. Các bạn có thể chọn lệnh desaturate là lệnh nằm ngay đây. Với lệnh này thì nó sẽ cắt toàn bộ màu đi và lúc này chúng ta sẽ có một cái ảnh trông giống như đen trắng. Đấy. Thế bây giờ tôi làm một cái thao tác như sau, đó là tôi tạo một cái mặt nạ cho cái layer này. Đấy. Và tương ứng với cái phần nào tôi tô màu đen vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó che chắn đi. Đó. Và che chắn đi thì làm sao nhỉ? Nó sẽ không thấy được cái phần mà mất màu này nữa và nó sẽ lộ ra gì? Nó sẽ lộ ra cái phần ở đằng sau. Và cách như thế thì tôi sẽ làm cho cái phần layer mà có màu nó sẽ lộ ra. Đó. Và nó làm cho chúng ta sẽ thấy rằng là cái bức ảnh này nó có một cái điểm nhấn rất là đặc biệt. Đấy, trông thì có vẻ giống như là ảnh đen trắng nhưng mà nó lại có một cái điểm nhấn màu nào đó. Đấy là một cách, đúng không? Hoặc chúng ta có thể dùng cái cách như thế này, hơi khác một tí nhé. Duplicate, các bạn có thể làm bằng lệnh này cũng được. Image adjustment, các bạn có thể vào hue saturation hoặc là black and white. Đấy. Hue saturation thì các bạn có thể kéo cái saturation này về hết phía trái, nó cũng tương tự như cái lệnh đơn vừa rồi chúng ta làm, tức là cắt hết màu đi. Hoặc các bạn muốn làm cho nó có một xíu màu nhẹ nhẹ thế này cũng được, đây cũng là một cách, đúng không? Màu thì nhạt nhưng mà cái mà chúng ta muốn nhấn lên như là một cái sự chủ đạo ở trong bức ảnh thì tôi sẽ cũng vẫn làm cái mặt nạ vào đây.
đấy, và cũng vẫn tô màu đen và mặt nạ để cho riêng cái phần này thì màu sắc nó rực rỡ lên, còn các phần khác thì màu nó nhẹ nhàng thôi, phơn phớt thôi. Đấy thì nó sẽ làm rõ chủ đề, làm rõ chủ điểm của cái bức ảnh. Và thông qua cái cách như thế này thì chúng ta có thể làm cho người ta biết được ngay là trong một cái bức ảnh như thế này, chỗ nào, nhân vật nào, cảnh trí nào là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhìn vào ngay lập tức. Thì có rất là nhiều các ứng dụng khác nhau mà chúng ta có thể là làm bằng cái thao tác là dùng mặt nạ như thế này. Đấy. Cơ bản thì là chúng ta đã trình bày với nhau ba cái cách để chúng ta che giấu một phần hình ảnh đi. Thế còn ứng dụng cụ thể thì nó tùy vào cái yêu cầu, tùy vào hoàn cảnh cụ thể. Thế nữa có thể chúng ta sẽ đưa ra thêm một vài bài tập để các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ rằng là nó được dùng như thế nào ở trong cái bài tập cụ thể đấy, hoặc các bạn có thể sáng tạo hơn trong cái cách là các bạn dùng nó. Bây giờ mọi người thử nghiệm nhanh một chút và sau đó thì chúng ta có thể giới thiệu thêm một cái bài tập để chúng ta xem là cái cách dùng biến tướng những cái mặt nạ ở trong từng trường hợp cụ thể nó sẽ làm như thế nào.